Vâng, mưa ngập là điều mà không một ai mong muốn. Nhưng mà trải qua trận mưa vào đêm ngày hôm qua thì chúng ta sẽ biết cảm thông hơn với những người dân sinh sống tại các tỉnh ở vùng rốn lũ miền Trung. 15 năm nay cứ đến mùa mưa lũ thì người dân ở thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình lại phải liều mình cõng con đi qua ống dẫn nước vượt lũ dữ ở suối Khe Dứa để đến trường. Những hình ảnh này được em Cao Văn Vinh là học sinh của trường trung học cơ sở Sơn Hóa ghi lại vào ngày 24 tháng 9 vừa qua tại khu vực suối Khe Dứa, thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trong clip có hai người đàn ông đang cõng con đi qua chiếc cống nước, bên dưới là dòng lũ đang chảy xiết. Đây chính là cách mà các phụ huynh tại đây đưa con đến trường vào mỗi mùa lũ, để các em không bỏ lỡ chương trình học. Tận mắt chứng kiến những hình ảnh này, nhiều người không khỏi xót xa cho hành trình gian khó để theo đuổi cái chữ của những đứa trẻ ở nơi đây. Thưa quý vị, hiện cả thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa có hơn 90 hộ dân, trong đó thì có 9 hộ dân với 45 nhân khẩu nằm gần chân đồi đá đen. 15 năm nay, họ phải chịu cảnh khổ cực mỗi khi mùa mưa lũ đến. Xóm 9 hộ dân này thì có 10 học sinh ở các cấp trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo. Mùa nắng thì phụ huynh phải cõng con để vượt suối Khe Dứa rộng chừng 20 mét, nước ngập ngang bụng đến trường. Còn mùa mưa lũ thì nước dâng cao, chảy xiết nên phụ huynh đã phải liều mình đi trên cống trơn trượt để đưa con tới được trường. Vâng, cũng do là việc đi lại khó khăn nên là tại đây đã xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nhiều trường hợp đau ốm sinh đẻ đúng mùa mưa lũ nhưng mà do không di chuyển đi cấp cứu kịp thời nên là cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe. Đã có trường hợp đẻ rơi ở giữa đường vì đường xá cách trở. Còn vào tháng 8 năm 2015, một người đàn ông băng qua suối đón con về đã bị nước cuốn trôi và may mắn là đã thoát chết. Vì vậy hơn lúc nào hết thì người dân ở thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa rất mong được chính quyền quan tâm xây dựng cho một cây cầu kiên cố để có thể hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.